Thưa quý vị và các bạn, mỗi lớp học chỉ từ 10 đến 15 em, nhưng có đến 2, thậm chí là 3 trình độ. Có lẽ với những cán bộ quản lý và những giáo viên chưa từng một lần lên với các huyện vùng cao thì khó có thể hình dung hiện nay vẫn còn những lớp học ghép. Nhưng đây là mô hình khá phổ biến ở các huyện miền núi đặc biệt khó khăn trong tỉnh. Sự tồn tại của loại hình lớp học này là để tạo điều kiện cho học sinh ở những bản làng xa xôi nhất. Các em đều có quyền được đi học và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng khó khăn. Mặc dù đang giờ ra chơi, nhưng cô Lô Thị Nguyệt, giáo viên điểm trường Kim Đa, trường tiểu học Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, vẫn tranh thủ thời gian kèm thêm cho học trò. Lớp của cô giáo Nguyệt có 12 học sinh, thì có 5 em lớp 1 và 7 em lớp 5. Vì vậy, cô chia lớp học thành hai nửa. Bảng thì nằm ở hai phía để dạy học. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo là hạn chế ghép lớp đầu cấp và lớp cuối cấp. Nhưng do đặc thù học sinh khối lớp 1 và 5 của điểm trường Kim Đa quá ít, nên ban giám hiệu nhà trường phải tổ chức lớp ghép hai trình độ không liền nhau. Điều này càng khó khăn hơn cho giáo viên dạy lớp ghép. Hai cái trình độ này nó rất là khó, đòi hỏi người giáo viên phải nhiệt tình. Chính vì vậy mà thường là các lớp, các bạn tôi thì ra chơi, còn tôi thì thường là cũng ít khi được ra chơi. Bởi vì là có thể là lớp 5 ra chơi nhưng mà lớp 1 vẫn ngồi lại để cô nó còn cầm tay viết. Lớp học ghép cũng là một thực tế khách quan diễn ra ở nhiều điểm trường, vùng đặc biệt khó khăn trong tỉnh. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện nay cả tỉnh có đến 290 lớp ghép tiểu học với hơn 3.100 học sinh, chủ yếu là ở các vùng đặc biệt khó khăn của các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Quế Phong. Mặc dù chất lượng của lớp ghép không bằng lớp đơn, nhưng đây là giải pháp tình thế hợp lý đối với vùng miền núi, dân tộc có ít học sinh, đường xá đi lại khó khăn. Số học sinh bản lẻ về nơi trung tâm hết sức là xa, đi lại khó khăn. Cho nên là ngành giáo dục đào tạo thực hiện cái chủ trương tức là phải đưa lớp học đến được các em. Vì thế cho nên là có thể những bạn có 1 đến 2 em hay là có 5, 6, 7 em thì cũng phải các em phải được học tập. Trong số các huyện vùng cao của tỉnh, Kỳ Sơn là địa phương có nhiều lớp ghép nhất với 126 lớp ghép tiểu học. Những lớp ghép được mở đến tận các bản làng đã tạo điều kiện cho tất cả các em học sinh ở những vùng xa xôi, hẻo lánh, cách điểm trường chính hàng chục km đều có thể được tới trường học chữ. Mặc dù lớp ghép không phải là loại hình lớp học phù hợp với giáo dục hiện đại, nhưng đối với Kỳ Sơn và cả các huyện vùng cao trong tỉnh, việc xóa các lớp ghép, các lớp cắm bản là bất khả kháng. Khi hầu hết các điểm trường lẻ đều trong tình trạng ba thiếu: thiếu lớp học, thiếu giáo viên và thiếu cả học sinh để mở lớp đơn cho từng trình độ. Vì vậy, để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục lớp ghép, hoàn toàn phụ thuộc vào đội ngũ. Tất cả các nhà trường bố trí những giáo viên dạy lớp ghép trước hết là phải những người có tâm huyết về nghề nghiệp, trách nhiệm với con em là cái đầu tiên. Cái thứ hai thì chúng tôi làm thường xuyên, hè nào cũng làm, đó là việc tập huấn phương pháp dạy học lớp ghép. Trong quá trình giảng dạy thì sở thường xuyên hàng năm là tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa giáo viên dạy lớp ghép ở các địa phương. Là sở thường xuyên hàng năm như vậy là tổ chức kiểm tra, thanh tra, đồng thời tự uốn nắn kịp thời các cái thiếu sót, các cái khiếm khuyết của các cô giáo trong dạy lớp ghép. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, các cấp ngành, của cộng đồng và của các thầy cô giáo, chất lượng giáo dục vùng miền núi dân tộc của Nghệ An ngày càng nâng lên. Nhiều học sinh miền núi dân tộc đậu đại học điểm cao, đạt học sinh giỏi tỉnh. Trong đó có không ít em đã học tập ở những lớp học ghép của cô giáo Nguyệt và nhiều giáo viên cắm bản như thế này.